100 người phỏng vấn qua điện thoại đó. Tôi tưởng tôi nói chuyện với anh nào chứ. Gì nhìn em dữ vậy? Ngực em một bên bự, một bên bự hơn. Dòm kìa, còn có ngứa mắt không chứ? Em nhắm mắt lại đi. Chị làm gì vậy? Chị chạy mắt cho em á. Tôi cảm ơn anh trước khi anh đi Bangkok. Chúc anh đi vui vẻ. Tôi chúc cô trong lòng hạnh phúc. Có bao giờ chị rất muốn một thứ gì đó, nhưng mà chị biết chắc thì sẽ không bao giờ có được nó không? Bạn thay đổi đi. Ví dụ.